À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến thần thánh của Đế quốc Hung Nô. Tập trước thực sự là mình phải nói là quá mệt mỏi luôn. Mình cũng không nghĩ là mình có thể đánh được những trận đánh nó có thể nói là điên rồ và không tưởng như vậy. Dám một mình xông vào đánh 3-4 quân đoàn của địch mà trong khi quân đoàn của mình nó chỉ có hơn chục đạo quân và đánh tan nát cái thằng Suebi này luôn. Chính xác, mình đánh hủy diệt nó có 5 quân đoàn, mình hủy diệt mất gần nói chung là hết, nó chỉ còn vài thằng quân này không đáng kể. Nhưng mà đây này, kẻ thù cứ liên tục đến như thế này. Đây nữa, mình sẽ giết lốt thằng này để cho nó yên vị này, giết lốt thằng này đi. Mình thấy cậu em của mình là Lý Phi Long, cậu ấy nói rằng là đối với Hung Nô hay là Chaos trong bản Warhammer 2 thì tốt nhất là đi đến đâu tàn phá giết sạch đốt sạch đến đấy thì tốt hơn là cứ để cho chúng nó sống dai dẳng. Và mình nghĩ là mình sẽ giết lốt cái đám này mà mình thấy cũng là giải hợp lý. Chúng ta chơi một cái phe phái thiên về phá hủy thì chúng ta phải tàn ác, chúng ta không thể nhân từ được đấy. Thôi được rồi, tạm tạm thế. Nhưng mà bây giờ tiền thì hết, tình thì tan. Ây giời ơi, bây giờ thì nghèo đói thế này thì làm sao mà sống được đây. Thôi được, mình sẽ cứ qua lượt đã để bây giờ mình đâu có gì nữa đâu, chắc là qua lượt đã xem tình hình chính trị nhỉ. Chính trị thì vua mới lên ngôi rồi, Attila thì chưa chính thức được nắm quyền, mới chưa được ngôi thừa kế. Đây cũng là thái tử, nó lắm thừa kế đấy, ngu đần mà đòi làm thừa kế á, vãi trưởng. Ban lãnh đạo gia tộc của chúng ta đông con quá nhỉ. Đây này, đám con chó này sau nó lớn lên thì cũng không biết làm gì mà chúng nó luôn đấy. Nhiều quá, cũng không dùng đến. Thằng này trung thành trừ 2 điểm. Đương nhiên với những thằng như vậy thì không bao giờ người ta sẽ dùng. Người ta kể đốc công chỉ quân, vợ khá xinh. Thôi được, qua lượt. Ngoại giao thì có lẽ là bây giờ mình chỉ còn chơi thân với mỗi thằng này à, cũng đang suy yếu lốt này. Nói chung gần như thằng nào cũng mặt đỏ mình. Có mỗi thằng Tây La Mã. Tây La Mã thì mất hết toàn bộ lãnh thổ ở châu Âu rồi, nó chỉ còn một cái vùng đất gì đó ở châu Phi. Bây giờ châu Âu đã thuộc về bọn dợ rồi. Hey, nó mới căng. Bây giờ mình tiến sâu vào châu Âu là mình chết. Có lẽ mình sẽ tiến ra khu vực Trung Đông để... Cái đặc điểm của bọn Trung Đông đó là chúng nó không thể đi du mục được. Có thể là mình sẽ tiêu diệt bọn đấy dễ hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc mình phải đánh nhau với Sassanid. Nhưng mà việc đánh nhau với Sassanid thì không dễ dàng chút nào. Mình nghĩ là vậy. Đánh nhau với Sassanid thì không dễ dàng chút nào. Nhưng mà Sassanid bây giờ nó cũng đang là một thế lực lớn ở phương Đông rồi. Không biết liệu mình có gặp với cậu người anh em Hung Nô Trắng không nhỉ? Hay là Hung Nô Trắng cũng diệt vong rồi mình còn chưa nhìn thấy. Á, mày hả bưởi, định ám sát tướng của anh à? 4 quân đoàn này thực ra nó mà đến đây mình đánh phục kích đánh đêm mình diệt chết cả 4 quân đoàn của nó luôn được. Mình có cái sự tự tin đáng kể sau cái tập vừa rồi, tập trước. Một cái hiệp ước hòa bình à? Nhưng mà phải có tí tiền. 3.000 không chịu. 1.000. 1.500. Dù sao thì mình cũng muốn có tí tiền. Không được đâu, ít ra phải được 1.000. Chúng ta phải kiếm tí sẻng chứ. Không phải gì.
Chúng ta phải kiếm tí xem đã, cứ tạm thời hòa bình được với thằng nào hòa bình đã, đỡ bị đánh phủ đầu. Chứ không chỗ này kẻ thù nhiều quá. Nó bắt thu phục được thằng thầy tu cấp cao của mình rồi. Chết mẹ. Ôi tôi chết rồi. Vãi vãi loài xoài rồi. Vãi nhở mẹ. The gods forsake me. Ép buộc nó về phe của ngài á. Xem chừng hơi khó à. Ready for battle. Nó sẽ không dám tiến lên đất của mình. À được, đứng ở đây được. Chỗ này là ranh giới của hai vùng đất. Như vậy thì mình sẽ cắm trại và sẽ không bị tốn quá nhiều lương thực. Đây là ranh giới của hai vùng đất. Đây, đứng bên này sông và bên kia sông. Và rồi thằng này. Hồi quân đã. Thằng này thì không dám đánh nhau luôn. Thằng này. Cần thời gian để hồi quân. Cũng có thể mình sát nhập các quân đoàn, các cái đơn vị quân vào với nhau để mua quân mới thì cũng hồi nhanh quân đấy. Nhưng mà như thế này 600 đắt phết đấy. À đây rồi, tuyển được đội kỵ binh này rồi. Cướp thảo nguyên rất nhẹ nhưng mà bọn này đam rất to, và mình thấy rằng mỗi lần nó xốc vào thì đối phương chết khá nhiều đấy. Đây rồi, mình bắt đầu có bộ binh rồi. Dìu thẳng nguyên này. Ô. Nói chung hung nô này gần như nó không có cái đội hình. Tốt sĩ khí. For the tribe. Ready for battle. Thanh niên nào có nhà lính nhỉ? Đây à? Chiến binh. Mình đang nâng cấp cái nhánh này đúng không? Rồi. Bây giờ là phải ổn định lãnh thổ rồi. Ổn định dân cư. Cứ lên lương thực đã. Có thực thì mới vực được đạo. Ô, thằng chó chết nó đốt để nó đi di cư kìa. Nó sợ mình cướp à, mà nó đốt đi để nó đi di cư. Ơ, xong nó lại xây lại. Nó bị thằng nào đánh nhỉ? Vãi là xoài. Ôi, nó mua chuộc mất thì chết dở. May hạ bưởi. Úi dồi ôi. May hạ bưởi. Có lẽ mình sẽ sử dụng cái chính sách là mua chuộc các cái... thì... pháp sư của đối phương hay hơn là đánh nhau. Cái thằng khỉ gió này tận đẩy tận đầu tận đâu tuyên chiến mình này. Ok ok. Mua chuộc mấy thằng pháp sư của nó nhỉ?
Thất bại chí mạng, chết bầm rồi đây. Phá hoại mình phe phái Bulgurian bị diệt người rèn kiếm. Vấn đề của nhà nước người rèn kiếm. Bắt hắn làm nô lệ. Come sit, share my fire. Thuyết phục nó. Mình thấy cái trò thuyết phục nó thành chư hầu của mình cũng hay. I shame my ancestors. Fear is a powerful weapon. Mẹ nó bắt mất thằng này của mình mới đau chứ. I must heal my wounds. Ôi, thất bại chí mạng. Ready for battle. Come, sit, share my fire. Come, sit, share my fire. Thanh niên này đông quân hết nhỉ? What is all? Quân đoàn này của mình đang phát triển về cái gì đấy? Kỵ binh à? Một lượt nữa là có kỵ binh rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, có thêm cận kỵ nữa là xong. How can I help? Tiền không nhiều lắm nên không phát triển thêm được. For the tribe. Mình nghĩ quân đoàn này phải thêm 4 đội xạ kỵ nữa. À không, quân đoàn này nó thiên về bộ binh. For the tribe. Quân đoàn này nó thiên về bộ binh và xe bắn đá đây. Nó thiên về bộ binh. Chiến đoàn kỵ binh Hunnic thay thế cho Stepbreaker. Kỵ cung Thảo Nguyên thay thế cho cung thủ Thảo Nguyên. Kỵ binh Hunnic thay thế cho chiến đoàn Hunnic. Chiến binh Uran tuyển chọn thay cho chiến binh Uran. Đây rồi. Lãnh chúa Hunnic thay thế cho lãnh chúa Thảo Nguyên. Ai giả ơi. Ready for action. Rồi cứ để hồi hồi tí quân đã không là chết. Không ăn được đâu. Mình chưa đủ. Cho sang cái thời tiết nó đẹp lên một tí ấy. Ăn được. Khử luôn cái thằng hát rong kia đi. Thằng Alaman chắc chưa dám chạy đến đất của mình đâu. Chạy đến đây đâu. Chạy đến đây nó vỡ đòn luôn. Anh em cứ bình tĩnh về tập trước. Nói chung là mình đã đánh quá mệt mỏi rồi nên là trận này chúng ta phải hồi một xíu, không thì mình cũng chết. May Hà Bưởi. Bắt ngay mất thằng thầy tu sĩ của mình. Có lẽ Hung Nô thì lên dùng cái chính sách là đào tạo đội quân, kinh nghiệm cho đội quân được tuyển dụng trong vòng 3 lượt. How can I help? Thử bắt thằng này xem bắt được. Bring forth the wicker man. From failure comes hope.
thất bại thỏa đáng. Sword of my people. The gods forbid it. Thằng này chưa đủ cấp, vẫn phải đi gây rối khu định cư đã. What do you wish of me? Rồi, lên được một cấp đấy. For the tribe. Thank you, great ancestors. What is all? Lên được một cấp rồi. God be praised. How can I help? Thanh niên này à? Thirsty for battle. Quân mình chưa hồi được. À đây. Mày chết. Đây rồi, chúng ta có thêm đội này rồi. Kỵ binh thương dài Hanik và kỵ binh thương dài Thảo Huyên. Bọn này là bọn sốc kỵ à? Hai trăm mười chín, đắt vãi trưởng. Nhưng mà ngon hơn thằng này tí. Tốc độ chậm hơn. Tốc độ chậm hơn nhưng máu cao hơn, giáp cao hơn. Và ngoài ra đã có thêm cung tên để có thể bắn trong vài lượt. Thanh niên này thì đam rất củi nhưng mà... Đây, có bọn này ngon, chưa tuyển được. Mình thử xem cho nào. Come, sit. Thanh niên nào nhỉ? Thanh niên này vừa lên này. Đó là một con đường dài. Đó là một con đường dài. Warriors all. For the tribe. Tuyển mấy anh sốc kỵ này đã. Come, fight for us. Fight, make your ancestors proud. Mùa phát nó rank bạc ngay rồi, sợ thật. Tướng cấp cao khác, quân đoàn cấp cao khác. Nó tăng đáng kể luôn. Mình vẫn còn khá khá tiền thôi, tích lũy tiền này. Sao nào? Bọn này... Ây da. Bọn này chán sống à? Thirsty for battle. Có bọn sốc kỵ này thì có thể bỏ bọn này đi nhỉ? Nhưng mà từ từ, bởi vì có những quân đoàn nó có quân đông. Quân đoàn này 18 rồi. Quá mạnh. Thế thôi, lính đời 2 là đã đẹp à? Nhanh hơn anh tưởng đấy. Dám vượt sông không? Mày liều quá rồi đấy. Còn hai quân đoàn của nó chưa chạy đến đúng không? Giết tại chỗ luôn. Để xem nó làm được cái trò gì nữa. Mẹ nó cứ quấy rối mình, ác quá nhỉ. Thất bại chí mạng. Một thằng dẹo à? Thành công. Thất bại, thành công. Chuẩn bị. Tôi đã hết nhiệm kỳ rồi.
Trung thành của thằng khỉ thấp thế nhỉ? 2 điểm mà. Ồ, mình có đứa con gái chỉ số ngon vãi trưởng này. Có đứa con gái chỉ số rất là ngon. I am here then. Speak your... Come then, speak. The people will consider... Your people's reputation goes before you. Find a welcome here and speak as you wish. Đế quốc La Mã rất xa. You have my attention. Now. Mình có đứa con gái ngon này thì mình phải tính thế nào chứ nhỉ? Welcome, but expect scant pleasantries. I lacked. Quân đi khai Đông La Mã. For the emperor, be most welcome. Vâng, một chiến dịch mới được thành lập đúng theo cách của người. Khi mà Hung Nô và La Mã quyết định kết thân với nhau, đây rồi. Chúng ta có sự góp mặt của đội hoàng đế La Mã. Chúng ta ở mức này thì là ổn nhất. Quyền lực ở mức này là ổn. Thằng này 58 tuổi à? Chết rồi. Sao cho lấy cái lão già thế nhỉ? Thirsty for battle. Chưa hồi loạn hoàn toàn quân. Nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được. Mày. Nó có 2 đội cung thôi. Mình quân chưa hồi phục được. Ô, phải tiến nhanh sang đất của nó. Có lẽ mình sẽ phải di chuyển quân ra cái khu vực này, lộ nó ra chỗ này để đánh nhau. Chỗ này nó có đồng trống, di chuyển vào đây là rừng. Phía bên mình đây cũng được, nhưng mà chắc là nó sẽ không lên rồi. Ôi ồ, rừng rú á quá nhỉ. Chỗ ấy rõ ràng đồng bằng mà tại sao nó lại rừng rú thế? Bốn thanh niên này hổ báo rồi. Đây à? Trừ 25% tốc độ giảm, cộng 50% tốc độ xung kích, cộng 10% tấn công cận chiến, 15% xung kích. Trừ 25% tốc độ di chuyển này. Thôi được, để từ từ xem nào đã. Trừ 100% sát thương tầm xa, có nghĩa là nó mất khả năng chống tên. Để xem đã. We don't stand a chance. The enemy outnumbers us. Quân địch quá đông á? Kệ nó chứ. Đông là việc của nó. Đau đầu, quân địch không biết là đâu. Ôi, chúng ta đã được nghe thoát singing
một trong những cái âm nhạc của các bộ tộc Thảo Nguyên. Đây rồi, đây rồi. À, cung thủ nó để hết trên kia. Ra đây cho anh. Cung thủ nó ở trên này hết. Cho xạ kỵ xuống dưới này luôn. Dụ nó ra đây. Mày chết. Mất tinh thần. Cứ bình tĩnh đi. Để mình xem là cái bọn cung thủ nó ở đâu nữa. Rồi, có bắn tên đi. Tên có thì có bắn đi đã. Sốc kỵ vậy còn có cả tên. Vãi trưởng thật. Quái thai. Quái thai bỏ lọ. Rồi nhá, để xem lượng cung tên của nó kiểu gì. À, mày chạy đi đâu? À, nó lẩn khôn lắm, nó lẩn vào trong. Ôi giời. Bắn hết tên á. Cứ bình tĩnh. Kìa. Rồi, chúng ta đây hết tên rồi. Ai à, đội sốc kỵ mới của mình cái này có vẻ nhìn chất phết đấy nhỉ. Cái đội cung tên của nó kia chạy khôn vãi trưởng nhỉ. Úi dồi ôi. Nguyên ăn tên đã chết rồi à? À, mày. Cứ bình tĩnh đi. Các chú cứ bình tĩnh. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi. Chạy đâu? Vấn đề là chạy đi đâu? Our hidden units have been discovered. Có đạo quân ẩn nấp đã phát hiện á. Ở đấy mà phát, ở đấy mà hiện. Úi dồi ôi. Ở đấy mà phát, ở đấy mà hiện. Được đấy, đội này đội kỵ đời 2 mà mạnh lắm. Đội kỵ đời 2 này mạnh hơn hẳn đấy. Sốc kỵ đời 2 này. Bắn vào đây cho anh. Bắn dã vào bọn này cho anh. Rồi, bọn này đạp ác lắm.
Menachai. Ồ, có thêm đội kỵ đời 2 phát nó mạnh hơn hẳn luôn đấy. Ôi, bọn xa kỵ nó diệt chuẩn thế nhỉ, để gần như không sót rồi. Nó mất tinh thần hết à? A unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Chơi thằng tướng nó chơi. Chơi luôn. Our general is being attacked. Keep him alive. Sốc kỵ đời 2 này mạnh thế nhỉ? Thôi mình phải sử dụng thêm thôi. Tướng địch. Tướng địch đã chết à? Úi dồi ôi, úi dồi. Sốc kỵ đời 2 này nó còn có cả tên nữa, tuyệt vời. Từ... ăn nào anh em. Không để bọn này chạy thoát. Rồi, 138 thằng này, ăn ngay. Rồi, sau này chỉ còn vài con ba thằng. Ôi, ôi, nó cầm cái giáo dài thế này cơ à. Đủ rồi, nó xiên nhỏ. Ui dồi ôi, nó hút dã man quá nhỉ. Bọn này xạ kỵ đời 2 của Hung Nô tàn tạ. Xong chưa, xong chưa. Phục kích và đánh đêm là một trong những có thể nói là thế mạnh của Hung Nô này. Ui dồi ôi. Tất nhiên là một chiến thắng dứt khoát rồi. Mày dám vác quân đi à? Chết có 86 thằng rồi. 1.200 quân đối với 3.200 quân và chỉ chết có 86 thằng thì đó là một có thể nói là kỳ tích đấy. Giết tại chỗ luôn à? Ai ồ. Thằng còn lại hồi được 11%, có khi còn hồi được nhiều quân hơn. Có khi còn còn được nhiều quân hơn so với trước khi bị đánh như vậy. Come, sit, share my fire. Học vào đây đã. Đúng rồi, còn được nhiều quân hơn trước khi bị đánh. Thằng này à, chết lốt. À, chạy à. Nhưng mà nó, mình đuổi nó xuống dưới này là mình dính kế nó đấy, nó còn điều quân đấy đó. Nó 3-4 quân đoàn cả. Quánh thằng này trước. Tính xem đấy nhỉ.
Di chuyển nữa là mình hết. Di chuyển nữa thì mình lại không cắm được trại. Thanh niên này thì lại chưa đủ sức để đánh. Thôi từ từ, cứ bình tĩnh. Hồi quân đã. Bốn đội sốc kỵ này mạnh rồi. Chưa có đội cận kỵ này mạnh hơn. What? Thằng này xuất sắc sát thương duyên sát, có vũ khí tầm xa tốt và sĩ khí, nhưng mà máu, đặc điểm chung của bọn này là máu và giáp rất củi. Chiến binh bot tarapot gì đây, bộ binh hạng nặng. À, bọn này sẽ để làm tường, bọn này sẽ để làm tường. God be praised. How can I help? On the move, lads. On our way. Gone. Sword of my people. Qua hết. Come. Không cắm được trại nữa. Share my fire. Không cắm được trại nữa. What is all? Thôi được, để lượt sau mua. How can I help? That head would look better on my wall. À, hay quá. Tóm lại được cái thằng này rồi. Cuối cùng anh đã tóm lại được mày. Chuyên cảm hứng. Phản bội. Cho phép bất kỳ nhân vật nước ngoài nào phản bội. Và ngươi sẽ biết tên ta là Chúa Trời khi ta cho chúng nếm mùi phục thù. Ai dạ. Sao nhã. Thuyết phục. Cho phép thuyết phục mục tiêu tình báo nước ngoài. Cộng thêm một phát nữa vào đã. Yes. Tốt rồi. Anh nên này mới rank 2 chưa ăn thua. Vẫn phải quấy rối khu định cư đã. My words will sway them. My path is barred. Hay quá, lên sao không? Lên được sao đi cho anh. À tốt rồi. Đây. For the gods. Tiền đấy. Giết thằng này đã. Thằng này lẩn vẩn đây, anh khử lốt. Bọn này thì không dám xông đến được thằng này này. Đông quân quá nhỉ. Mình chán đánh nhau với mấy thằng dợ rồi. Muốn đi đánh nhau với đội quân mới. Thuyết phục hết bọn này cho anh. Ready for battle. Thanh niên nào quá. Đây rồi. Tuyển được điệp viên. Một ngàn một trăm mới tuyển được. Đánh lạc hướng quân địch. Cái này hay này. Cái thằng xuống mục kia nó đi đâu rồi nhỉ? Bị mình đuổi phát. Để thu phục hết cái bọn này mới được.
Nó còn đang mải tấn công các quân đoàn của mình. Trung thành cộng 3, đó đó. Trung thành cộng 1. Ây chà chà, mức kiểm soát của mình đã tụt khá nhiều. Có lẽ phải tăng cái này lên đã. Kêu gọi sự ủng hộ giới quý tộc. Thanh niên này à? Thanh niên này. Mày chạy đi đâu? Chuyến này quyết đuổi mày luôn. Quân đoàn này á, quân đoàn này ít phải sợ lắm. Có lên đánh đêm không nhỉ? Rừng thưa. Được. À, đánh đêm mạnh hơn à? Nhưng mà cái đánh đêm mãi anh em, à đánh đêm nó mới hay đấy. À đây, anh em kích vào cái hình này này, do thám địa hình để xem trước cái map này. Trận này thì tuyệt rồi. Nhưng mà đánh đêm trận này thôi, đánh một ban ngày tí đi. Suốt ngày đánh đêm chúng ta lại thấy hơn, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Nhưng mà thôi đánh ban ngày tí cũng kiểu. Đêm nhiều quá, chết. Suốt ngày đêm tối. Quân đoàn này mạnh kìa. Quân đoàn này bây giờ là thay cái đội kỵ bia kia nốt bằng cái đội này. Kỵ sĩ một tí là ổn đấy. Thời tiết đẹp. Ôi ôi, tiến nhanh lên là ăn. Đội sốc kỵ mới này mặc dù chỉ là kỵ đời 2 thôi nhưng mà chất vãi trưởng luôn rồi. Để xem nào, chúng nó dàn quân kiểu gì. Đánh một cánh thôi, không nên đánh dàn trại. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Tiến vào đây, ăn luôn. Dạ kỹ đâu, bắn tay cho anh. Ăn luôn bọn này. Không phải xoắn. Đội xa kỹ đâu, bắn điểm trợ ngay. Chết bây giờ. Cung thủ của nó bắt đầu lại vòng sang sau rồi. Anh em vòng luôn. Đây này, đội xạ kỵ nó. Các đội tầm xa của nó lại vòng sang sau rồi. Bắn ăn luôn. Có mai phục á? Mai mới trả phục.
Ô, bọn này nó bắn hit and run luôn chứ không phải chỉ bắn một cánh. À, con sốc kỵ này nó bắn hit and run giống như kiểu xạ kỵ luôn. Ôi, thế thì vỡ mồm. May à, đây là cái cách mà quân Paxia đã tiêu diệt đại quân của La Mã ở ở Syria cách đây cách cái thời kỳ này 4 thế kỷ, khi mà những đội sốc kỵ Carthapac và kết hợp với xạ kỵ đã cày nát đội hình của La Mã. Người La Mã không có cách gì có thể chống đỡ được, bởi vì họ chỉ biết đứng nhìn và chết, họ không chống đỡ nổi với cái chiến thuật quá cơ động của người Paxia. Xong xong mấy thằng dìu, mấy thằng dìu này chết à? Tan tác rủ. À, vẫn có đội cung ở đây à? Thằng tướng của nó này, bắn lốt tên đi. Tớ nhá, cho quả lên một quả dốc này. Đâu đây đó, thằng tướng nó thích chạy một mình kìa. Trời ơi, nó vừa bắn tên nó vừa sốc bọn này. Vãi trưởng, đỡ làm sao được chứ. Nào, cho nó phát quả sốc thẳng mặt anh xem nào. Tướng này rồi, mất tinh thần chưa? Rồi vẫn chưa chết à? Tướng là rất mạnh đấy đúng không? Tộc Germanic cơ mà, dạo vừa đâu? Tướng địch đã chết. Excellent. Cho nó biết thế nào là sốc kỵ của Hung Nô nào anh em. Đây chỉ là sốc kỵ đời 2 thôi, cũng chưa phải là mạnh nhất đâu. Rồi từ tắt cái đội hình này đi, khi nào sốc thì mẹ. Đội hình kim cương. Cứ để bọn cung thủ nó bắn đã, bọn xạ kỵ nó bắn đã, còn nhiều tên lắm, bộ gì. Cho sốc kỵ vào tốt quân. Ui, mưa tên. Tần. Nát hết rồi, mày biết thế nào là sức mạnh của các đội vó ngựa thảo nguyên rồi. Chín mươi bảy đồng chí chết. Kỳ tích. Ôi quân ơi, ok kìa, vẫn chạy được à? Sao nó còn bao nhiêu thằng mà nó vẫn chạy được nhỉ? Với cái quân đoàn này thì thằng nào dám đuổi, thanh niên nào dám đuổi. Mẹ nó còn chạy được bên đâu nhá, mình thì lại không dám đuổi nó, mình cũng không cắm trại được. What do you want? That head would look better on my wall. Threading secret paths. Bắt nó xem nào. I will introduce them to my staff. Ô, mẹ thế mới đau, dẹo luôn. Share my fire.
Chết mất ông thầy tu của mình rồi. Thành công à? Traveling silently. Sao chưa bắt được nó? Thành công thì phải bắt được chứ. Lại đi mất một thầy tu rồi. God be praised. How can I help? For the gods. Chưa tuyển được spy. Do hết tiền. À, thanh niên này à? Quân thì toàn quân củi. Bắt đầu mua quân à? Ready for action. Move out. God be praised. How can I help? Bọn này là giáp trâu này. Bọn này sẽ làm tường, còn bọn này sẽ xông vào. Bọn này sẽ xông vào. Có ghê nhỉ. Ready for battle. Move out. Mà quân tiền của mình đâu có nhiều mà mua được quân nhỉ? Warriors all. Chưa có thằng nào đuổi đến đây. Quân đoàn này thì nói chung là đi solo được rồi. Nghèo quá, bây giờ phải đi cướp bóc thôi, không thì hết tiền rồi. Cái gì đây? Ám sát vua của mình à? Này thầy tu của nó ghê gớm thật. Ô, nó thành công trong cái gì ấy? Chắc là phá hoại quân đoàn thôi. Nam tiến. Gom dần tiền để cho một cái quân đoàn khi nó có lực lượng bộ binh nhé. Ok. Phá hoại mình. Phe phái Guardian bị hủy diệt, khả năng chiến đấu của chúng không còn nữa. Lòng trung thành cộng 3, tăng 6% vào kiểm soát. Khấu trừ thuế à? Khuyết phục họ. Tăng trưởng du mục bị trừ. Thôi cứ ở mức này là đẹp à? Con này thì nó có cầm quân đâu. Nói tục. À, mày láo. Nói tục. Biết ngay hoàng đế Nam Vã chết mẹ. Biết đâu mình. Cho hoàng hậu đi một lần nữa thuyết phục cái thằng này. Nó là tướng quân. Thanh niên này khá phết này. Ready for action. Thanh niên này trung thành đang thấp à? Nào nhỉ?
Thằng này tên là Munozut gì đây? Được rồi. Thay luôn. Munozut không phải. Sao không thay được? Chính xác rồi. Phạm vi di chuyển này, cái quan trọng nhất là phạm vi di chuyển. Sĩ khí khi chiến đấu ban đêm, sát thương cho kỵ binh đánh xa. Sĩ khí cho kỵ binh. Được. Come, sit, share my fire. Kinh nghiệm cho đạo quân kỵ binh được tuyển. Cho kỵ binh tuyển dụng. Mình có tuyển thêm đâu. Bộ binh cận chiến ấy. Phạm vi di chuyển. Cái này có mấy thằng này nó hỗ trợ cho bộ binh này. Bộ binh thì phải để thằng này. Ready for action. For the gods. We take this settlement for the tribe. Đốt luôn. Cướp đã nhỉ? Cướp phát tiền tí tiền ạ. Tuần sau đốt quân đoàn này thì khá là hổ báo. Ready for action. Cái nhiệm vụ nó bảo mình phải đốt pha cướp bóc này. Kiếm thu nhập từ việc cướp bóc. Sao đấy vẫn không này. Cướp bóc thế rồi mà nhỉ. Quar be praised. How can I help? I will introduce them to my staff. Thành công là sao vẫn tập quân của nó? Come, bắt được à? Sit, share my fire. I will introduce them to my staff. Ok, thành công sao vẫn quân nó này? For the gods. That head would look better on my wall. Ôi ồ. For the gods. God be praised. How can I help? Sword of my people. Bắt đầu sang bên này, đánh sang bên này thôi. Di chuyển ra xa xíu. For the tribe. For the tribe. For the gods. Ổn đấy, ổn 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 ổn. Ready for battle. Warriors all. Get moving. For the gods. Quân đoàn trên kia thì khá là get ổn. Chắc là không thằng nào đánh được. Come ai, cái như này đốt đốt cho nó xí xuống đây. Thôi đi khỏi cái khu vực bọn dợi thôi. Ô, oh, thằng này chạy về à? Tốt rồi. Đỡ mất công anh phải tìm kiếm mày. Hình như mình hủy diệt được thêm mấy phe phái nữa rồi. Như vậy là tốt đấy. Cứ cho chúng nó chết hẳn thì đỡ mất công phải đi sau này đi truy kích chúng nó.
Thất bại thỏa đáng. Thời tiết tốt. Ảnh hưởng cho con tốt. Sorry. Có thể là mình nghĩ là mình sẽ cho các cái thằng thủy tu này nó vào quân đoàn này. Remember, để nó hỗ trợ cho quân đoàn. Không cần thiết phải chạy lung nhông nữa. Ready for action. Make your ancestors proud. Ready for battle. Quân đồn chú à? Lại đánh đêm. Lắm cung thủ ghê nhỉ? Lắm cung thủ ghê. Thoáng à. Vó ngựa thảo nguyên. Cái đội hình của Hung Nô thì các bạn thể nhìn xem mình đánh thì các bạn thấy rằng là nó không có một cái đội hình cố định nào cả. Các bạn phải vừa chơi và vừa xem là nó cái gì bắt đầu đánh thôi. Nó không có đội hình cố định đâu. Các bạn có thể nhìn thấy mình đánh là hầu như không có đội hình cố định đúng không ạ? Thanh niên này đứng ở ngoài. Dancer là vũ công. Dancer là vũ công. Chúng ta phải liên tục thay đổi đội hình, thay đổi chiến thuật và liên tục di chuyển để bắt sống đối phương. The enemy draws near. Chúng ta phải liên tục di chuyển để tìm ra sơ hở của đối phương rồi sau đó mới tấn công. Mà các bạn đang chơi, các bạn biết rằng đây là độ khó huyền thoại. Và đối với độ khó huyền thoại thì nó cũng, đối phương cũng tinh quái không kém gì đâu. Đừng nghĩ dễ ăn. Không chắc lắm nhưng mình nghĩ phải ăn vào đây đã. À từ, chạy ra đây đã. Ra đây đã, ra đây đã. Chưa, cứ từ từ đã. Để quân đội dàn vào nhau đã. Không là quân đội của mình mà rời rạc là mình thua. Bất thường. Vãi chỉ trưởng đã là sốc kỵ lại còn có cả cùng tên. À, nó có cả kỵ binh kìa. Chạy ra cho anh. Đi trước, ăn luôn. Tiến ra đây. Rồi, cứ bình tĩnh đi. Riders at the double. My lord.
mày chết như một con chó. Nó quay anh. Kìa. Thằng này nó bị ảo tưởng sức mạnh à? Cứ diệt bọn tầm xa nó chưa đấy. Vãi trưởng. Ôi, tướng mình mất nhiều máu thế. Rồi, ra đây. Không được đứng im. À, mình quên mất bọn này, bọn Slaver cung của nó rất nguy hiểm. Bọn này bọn Slaver. Quên mất. Nguy hiểm thì cũng chết thôi mà. Đâu rồi? Tưởng nó đâu? Bọn Slaver này nó có cung độc nguy hiểm lắm, mình phải diệt bằng hết bọn Slaver này. Mình rất thích chống trận của bọn Hung Nô này. À thôi chúng ta, bọn này điên à? Chỉ nhìn nhầm rồi. Rồi à, sốc kỹ đầy cuối, à, đầy 2 này, đánh được. Rồi bây giờ cứ để xạ kỹ nó giải quyết đã. Bắn cho hết tên nữa. Trận này đánh với bọn Slaver mình thì tốn quân kinh khủng luôn. Đó là lý do tại sao mà bọn Slaver nó đứng nó ở một cái vùng đất mà Hung Nô nó ngay từ đầu, mà tại sao người ta vẫn có thể sống sót được. Nó có những cái mạnh thế mạnh riêng của nó. Bọn này chết không kịp ngáp luôn, xạ kỵ nó bắn cho bằng chết. Mình e là bọn này không thể sống được với xạ kỵ này. Cứ để xạ kỵ nó bắn cho hết tên này. Dìu này mình dám xông vào, dìu thì làm gì có khiên, đều thế. Ôi nó bắn nó đến chết à? Ô, bắn nó đến chết luôn, bắn đến hết quân luôn.
Rồi. Còn mỗi đoàn tướng 5-6 thằng vẫn lì nhỉ. Thôi rồi. A unit has fired all of its ammunition. Praise the gods, your victory is moments away. Tắt cái khúc tên thì cho anh nhờ cái. Chúng mày bắn tên chết cả quân mình. Tàn tác cận vệ của lãnh chúa à. Xa kỵ của mình. Úi dồi. Giết hết. Để nó sống sót là mình gặp nguy hiểm. Rồi hết rồi. Hình như chưa. Chưa thấy báo tướng nó chết mà. Úi giời. Chết tại chỗ luôn. 10% quân hồi lại. Hồi 10%. We cannot. Thirsty for battle. Haha. Is itching settlement. Chả hạ tác dụng gì. Quân đoàn này hổ báo cáo trồn kinh. Giải quyết lốt thằng Slaver cuối cùng. Rồi. Đánh xuống thằng này. Thằng đấy chưa dẹo à? Dẹo rồi chứ nhỉ? Alan làm cái gì mà mò tận đây hả cu? Đế quốc Đông La Mã. Sao đế quốc Đông La Mã không còn thành nào này? Đế quốc Tây La Mã. Tây La Mã thì còn khá mạnh. Bị Sassanid nó giết hết rồi à? Thôi à. Qua lượt. Bây giờ thì là Nam Chinh và Bắc Tiến. Chúng ta sẽ xuống đốt phá bọn Trung Đông. Bọn đấy nó lắm dầu mỏ lắm mà. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak seek the death. À, nó bắt đầu nhìn thấy mình đang tiến xuống đất của nó là nó sợ à, nó xin hòa bình à. Được thôi anh cứ hòa bình đã, sau nào lượt sau anh lại đề nghị cùng tham chiến với cái thằng Alan để anh kiếm thêm tí tiền nữa. Nghề của anh là cướp tàn phá thế giới. Có thể mình sẽ thay bớt cái đội sốc kỵ cùi bằng cái sốc kỵ xịn hơn này nhỉ. Rồi sao thì
lại đi mất ông tướng nào rồi. Ta một lòng trung thành. Trung thành cộng sống. God be praised. How can I help? Thằng nào đây? Tướng. Quân đoàn nước ngoài cho phép thỏa hiệp, hành động thỏa hiệp trừ một chỉ số của tướng. Thuyết giáo diệt vong. Kích động nổi loạn. Giao giải bất đồng, bất ổn tôn giáo. Vô định nguyên nước ngoài. Gây thất vọng cho dân chúng. Truyền cảm hứng cho binh lính à? Hành động phản bội 20% cơ hội giết chết mục tiêu. Tăng cái này đã. Thằng này chỉ số ngon thế nhỉ. Tốc độ di chuyển này. Sĩ khí khi chiến đấu ban đêm. Quân sự. Attila ơi, bây giờ mới có 14 tuổi, bao giờ mới được cầm quân hả Attila? Mà chắc chắn là Attila thì không bao giờ chết được. Có đội kỵ, thiết kỵ rồi. Chăn nuôi. Hai cái chăn nuôi rồi. Kỵ này thì cũng mạnh rồi, xúc kỵ này thì được rồi. Học vào cái này. What do you want? How can I help? Khử luôn. Silent. Mày láo quá đấy. Mày này, cứ đi phá rối anh. Come, sit, share my fire. For the gods. Yeah. Khử nó cho anh. For them, it is over. I cannot tread this path. Mày này, láo này. Để nó làm loạn, bực ghê. Chăn nuôi. Their blood will enrich our soil. My path is barred. Úi dồi. Mày. Còn thằng này nữa. On the move. Ready for battle. Blood then, I. With gods forsaken. Ai chà, con mụ này khỏe ghê nhỉ. Chưa chết à? Traveling silently. Top 6.
Cấp 6 à? On the move, lads. Ready for more orders. Get moving. Your next command. Chạy bị quá tầm à? God be praised. How can I help? Get moving. Is there nothing else? How can I help? Come, sit, share my fire. Thirsty for battle. Không có nhiều tiền để mua quân nhỉ? Ngay bây giờ bắt đầu. Hai trăm một thằng, phí nuôi quân đắt vãi chưởng này. Thằng này thì rẻ hơn này. Máu rất trâu, đam cũng được. Giáp, phòng thủ cận chiến là máu đều ổn, chỉ mỗi tội không có skill. Ô. Bọn ngựa này mạnh thế. Nhưng lại ít tên, bắn được có 12, đạn dược ít quá. Đam cao, mọi thứ đều tốt đấy, nhưng mà đạn dược lại hơi ít. Quân phục kích. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ở đây đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.